Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Đất Vườn Da Rẻ của em Sinh Lê nha. Thì ngày hôm nay em Sinh Lê xin giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một cái lô đất sổ riêng, cây lâu năm với tổng diện tích là 822m2, nằm ngay trong cái khu dân cư, người dân đã ở rất là đông rồi nha mấy anh chị. Đây là toàn bộ cái xung quanh cái khu đất của em Sinh Lê đang bán nha. Đó. Đây. Vị trí lô đất của chúng ta thì tọa lạc tại ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai. Và cái sổ em đang bán đây là sổ hồng riêng đã có sẵn rồi nha mấy anh chị. Đất của chúng ta thì nó bám mặt tiền đường này là 9m3 nha. Đây là đường nội bộ 5m của chúng ta này. Đây là hướng đi ra nha mấy anh chị. Ở đây thì điện lưới quốc gia đã kéo vào tới nơi rồi nha mấy anh chị. Đó. Thì cái vị trí lô đất này thì nó bám mặt tiền đường là 9m3. Từ cái cọc bê tông này, cái hàng ranh bên này đã được xây ranh sẵn rồi nha mấy anh chị. Nhà hàng xóm người ta đã xây ranh sẵn rồi thì chúng ta không phải xây cái ranh này nữa. Đó, chạy lại cái cọc bên này. Đó, cái cọc phía trước của em đã được chôn cọc rất là cẩn thận. Ở trong cũng đã được chôn cọc rất là cẩn thận luôn rồi nha mấy anh chị. Đây, em đang tiến sát tới lô đất của chúng ta này. Lô đất của chúng ta thì tương đối là rất là bằng phẳng, giao thông đi lại rất là thuận tiện, tiện ích xung quanh thì đầy đủ. Đầu hẻm thì là đầy đủ những cái sinh hoạt sống như là chợ, trường, ủy ban. Và đặc biệt là ở đây mấy anh chị chúng ta đi ra làm, ngay đầu hẻm là cũng có đầy đủ các công ty như là Tôn Hoa Sen, rồi những công ty cụm công nghiệp của Vĩnh Tân chuẩn bị được mở. Đặc biệt của cái vị trí dự án của chúng ta là nó cách cái đường vành đai 4 đó mấy anh chị. Chỉ khoảng 2 cây mấy, 3 cây là tới rồi nha. Là cách cái đường vành đai 4. Và cách cái khu công nghiệp Sông Mây là tầm 6 cây số. Đúng 6 cây số là tới nha mấy anh chị. Ở đây thì chúng ta cũng thể đi lên Biên Hòa chỉ tầm khoảng 10 cho tới 15 phút thôi là chúng ta tới rồi. Ở đây thì rất thích hợp để chúng ta đầu tư hoặc là chúng ta xây một cái căn nhà vườn á, nhỏ nhỏ với tầm giá 700 triệu bây giờ đi tìm một cái lô đất sổ riêng cây lâu năm để xây nhà vườn cũng rất là hiếm, mà đặc biệt nó lại gần thành phố Biên Hòa như vậy nữa. Cho nên là đây là một cái vị trí rất là phù hợp cho những cái anh chị có cái giá tiền ở tầm trung nha. Đó. Các anh chị quan tâm tới cái lô đất này thì hãy IB trực tiếp với em. Em là Sinh Lê, số điện thoại 0985 747 863. Em sẽ kết nối Zalo, gửi sổ và tư vấn cụ thể cho anh chị nha. Còn bây giờ em xin chào ạ.